Xin chào mọi người nha. Hôm nay thằng con trai lớn lại nhà đưa thằng Út đi coi phim à, nên mình cho mời các con, hai đứa, con trai và bạn gái ở lại ăn cơm trưa với mình, mẹ con mình. Thì mình sẽ làm món cá salmon với lại kem và nấm sep. Bây giờ mọi người coi mình cùng làm nha. Cá salmon như Việt Nam gọi là cá hồi thì phải. Món cá hồi này trước khi chiên thì mình tẩm chỉ có muối tiêu, và trên cái mặt da của nó thì mình tẩm bột bắp để cho nó được giòn, với lại nó không có bị bắn dầu ha. Chỉ có muối tiêu thôi nha, mình không có tẩm cá, và mình chiên với dầu với đầy để mấy cái nhánh tỏi để cho nó thơm. Thì sau khi chiên thì mình lật đều bốn mặt rồi đó, thì mình mới bắt đầu để một bên và mình sẽ làm thêm phép, hoặc mình làm thêm phép chung một lúc cũng được. Đây cá được rồi đây, thì thấy mọi người muốn chiên cháy rám hay là chiên vừa chín tới ha. Đây là cái nấm sép đây. Nấm sép này là nấm sép trong rừng của ông xã mình á. Ông hái rồi ông phơi khô rồi ông đem lên Paris cũng cho mình ha. Hành tây thì mọi người xài một củ, nửa củ tùy ý ha. Mình lấy ở đây nửa củ mình còn ha. Và kem tươi thì mình thích sử dụng cái kem Semi-Epes là nửa đặc thì nó sẽ đặc hơn. Ở đây thì cũng tùy theo mọi người muốn xài một hay hai hộp tùy ý nha. Tại tùy theo cái mình thích ăn kem tươi nhiều hay ít ha. Ở đây mình sẽ sử dụng hai hộp, nếu dư thì mình sẽ làm món khác mình ăn kèm hôm sau, vì kem tươi mình để riêng, mình sẽ chế lên cái cá hồi sau đó. Nấm rửa sạch để ráo nước. Hành tây cắt hột lù. Nếu bạn nào thích để thêm tỏi hay hành phi thì bỏ thêm, còn mình thì làm theo kiểu Tây đơn giản, họ để hành tây thôi ha. Đổ hành tây vào chảo dầu nóng ha. Được 1-2 phút sau thì mình sẽ để nấm luôn, nhưng mà không cần xào chín nha, tại vì mình sẽ nấu với kem phép, kem tươi. Đảo đều một chút ha. Và bây giờ mình đổ kem tươi vô. Sau khi mình bỏ hai hộp kem tươi rồi, bây giờ mình bỏ cái clip này nè, clip bột nêm gà hay là bò ha, clip mari đó, hoặc con no. Và đây bắt đầu mình nấu bằng lửa trung bình nha, đừng nấu lửa sôi quá, kem nó sẽ bị mất ngon ha. Nấu lửa trung bình cho nó vừa sôi sôi và để nó chín cái nấm thôi. Và ở đây mình có thể nêm tiêu, hoặc ngay bây giờ, hoặc là nêm tiêu sau cùng sau khi đổ kem tươi lên trên cá hồi. Nay mình để lửa riu riu để cho nó chín nấm thôi. Lưu ý nha mọi người, nếu một clip bột nêm á, nếu mà cùng cục nêm gà hay nêm bò mà không đủ mặn thì mọi người hoặc thêm muối hoặc thêm một cục nêm nữa, khoảng nửa cục nêm nha, nhưng đừng bỏ nhiều một lúc để tránh bị quá mặn ha. Đây là cá hồi sau khi chiên xong, cơm cũng vừa nóng tới, mình để cơm vào cái chén để tạo hình cho nó đẹp ha. Chiên một dĩa khoai tây kèm thêm, chứ đúng không thì tây họ ăn hoặc với cơm với lại cá thôi, mình thêm khoai tây để cho nó có món ha. Tại vì mấy con mình thích ăn khoai tây chiên đó, mình chiên thêm một dĩa khoai tây. Khoai tây nhà này là cũng khoai tây nhà trồng vườn của dưới quê ông xã mình. Bây giờ chỉ mà lấy cái phần cuối cùng là để kem tươi mà với nấm sép nãy mình làm đó, để lên trên cái thịt cá ha, trên cái mặt cá. Để cho cái hình chụp cho nó đẹp thì người ta biết là cá salmon. Cá hồi thì mình không có để lên mặt cá ha. Rồi sau đó là mình rắc chút hành lên. Đó, nếu mà ai thích ăn ngò thì để thêm ngò nha. Để chúc mọi người ăn ngon. Chào, hẹn video sau. Và đây là các con đang ăn cơm. Thằng con trai thì nó thích ăn khoai tây chiên với lại gà rán. Đây, chúc mọi người ăn ngon nha. Xin chào.